Vâng, chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cái mẹo mình trước đây đã đưa lên tham khảo, và có nhiều bạn có bảo là mình làm hướng dẫn. Đó. Bây giờ mình sẽ làm video hướng dẫn nha cho tất cả các anh em về cái mẹo cái đúa và cái thắt lưng này nha anh em nha. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ làm làm qua vài lần trước, xong rồi mình sẽ hướng dẫn anh em nhé. Đã lâu mình video này mình đã đưa lên tham khảo lâu rồi, nhưng mà nay có nhiều anh em bảo mình hướng dẫn này, nên mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái mẹo này nhé. Đây, mình hướng dẫn nha, đây nha, bên ngoài mình sẽ cuốn vào như vậy nha anh em nha. Anh em xem mình làm qua 2-3 lần xong mình sẽ tiến hành hướng dẫn anh em luôn nha. Đây nha. Đây. Đó này. Đó. Ở bên trong nhá. Anh em thấy chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ cuốn lại và cho nó ra bên ngoài nha anh em nhé. Đây này. Mình làm qua 2-3 lần xong mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cái mẹo này. Thì cái mẹo này là ít người biết đến lắm mẹo này ấy. Đấy là do mình có đi chơi và có một người bác của mình ấy. Đấy, người bác của mình mà mình có đi tắm mà có để cái thắt lưng ấy. Quay lại lấy cái thắt lưng như bác ấy nói là mày đeo thắt lưng người bác có cái mẹo này hay lắm. Mẹo gì về bác? Mày đưa thắt lưng đây, mày đi kiếm một cái cây về mày chọc. Như vậy bắt đầu mình cứ chọc mái, chọc bao giờ không bao giờ trúng nha anh em ạ. Đấy. Rồi từ đấy mình cứ nhớ mái cái mẹo này. Đấy, cho đến giờ thì cũng khá lâu rồi. Đó, này anh em này. Để một cái thắt lưng như vậy nó không rất, đến nói chung cũng rất đơn giản thôi. Nên mình làm cho anh em thêm 1-2 lần để anh em xem nên vui đã, xong lần nào mình cũng hướng dẫn cho anh em nha. Nói chuyện với anh em cho vui anh em nha. Anh em xem video nhớ chia sẻ cho nhiều người để biết về cái mẹo này nha anh em nha. Mẹo này hay đấy. Đây này, tức là bây giờ mình đã đặt vào bên trong trước nha, là mình sẽ cuốn lại này. Đó. Đây nha. Rồi. Như vậy nha. Kéo ra là nó ra bên ngoài đây. Đó. Như vậy thôi. Cực kỳ đơn giản thôi anh em ạ. Đó. Thì mình thì nói chung thì mình cũng đã đi lừa nhiều người rồi, nói chung là trong đi chơi hoặc là đi uống rượu cùng anh em ấy, mình cũng đã dùng cái mẹo này để thử anh em, nhưng mà anh em vẫn nhiều người vẫn chưa biết, nhưng mà mình cũng đã nói cho nhiều người biết rồi mẹo này ấy. Rồi giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn anh em nha, tức là như thế này nha. Đây anh em xem kỹ vào nhá. Rồi đây, đút vào như vậy. Rồi. Nên anh em đợi mình nha. Rồi. Cứ còn như vậy nha. Rồi. Tiến hành cuốn lại nha. Đây. Anh em xem kỹ vào nha, không thì không biết làm nha, cuốn lại như vậy này. Đó. Cứ cuốn đàng hoàng vào nha. Không có gì phải vội vàng cả đây nhá. Đây. Đây nhá. Tức là nếu mà cuốn vào như vậy nhá. Đây này, cầm cho anh em xem này. Đấy, nó có hai cây như thế này này. Đó. Đây anh em thấy chưa, hai cây là tức là hai cây đang ở một bên thế này nhá. Đấy, mình sẽ lấy cái cây này này, cây này mình đưa ngược qua đây nhá. Đây, hai cây đang ở một bên như vậy nhá, anh em hiểu không? Rồi, cây bên này đưa ngược qua đây này, chỉ cần đưa ngược qua một cây thôi. Đây đó, đưa ngược qua như vậy này. Đây là nó tự ra ngoài như vậy đấy. Đó anh em đó, cho dù cái dây dài cỡ nào mình chỉ cần đưa ra ngoài một cái thế này nó tự ra ngoài nhá. Làm lại nhá anh em xem kỹ nha, không mà không biết nha. Đây nha, cuốn lại này. Rồi. Đó, cuốn lại như vậy nhá. Rồi đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm đàng hoàng luôn nha. Rồi đây này, một cái như vậy phải không, chúng ta dùng ngón tay cái chúng ta móc vào đây này. Rồi
Như vậy chúng ta sẽ thả bên này ra này, đó cái này này đó, chúng ta sẽ kéo, nếu mà chúng ta kéo chúng ta thả một cái như một nhá, chúng ta giữ cái này lại, chúng ta thả cái này ra này này, đó cái này tuột ra này đó, anh em thấy chưa, nên đó là hướng dẫn 2-3 lần rồi anh em đấy. Đây này, nếu mà cuốn ở ngoài cũng được, cuốn ở ngoài nó tự vào trong cũng được nhá. Đây, xem kỹ nha, rồi cuốn ở ngoài nha, đây cuốn vào như vậy này, rồi đấy nha anh em nha. Nếu mà như vậy đấy, chúng ta cuốn vào hết đấy, chúng ta chỉ cần cây này này này, đó có 2 cây mà, thấy chưa, cây cây này nó đang ở bên này này, 2 cây mình cầm cây này này, mình kéo cong ngược lại bên này, 2 bên này này vào trong này, anh em thấy chưa, đó chỉ như vậy, đơn giản lắm anh em ạ. Đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách anh em móc để kéo cho người ta không biết nữa. Anh em cuốn như vậy làm cho mình đơn giản. Đây cứ cuốn đàng hoàng vào như vậy nhé. Đây rồi cuốn vào đàng hoàng như vậy, 2 cây nó còn ở như vậy nha, rồi như vậy nhá, giờ cuốn hết lại rồi, tức là có 1 cây ngắn 1 cây dài đó, cây ngoài bên này ấy, cái vòng ngoài này nhá, vòng đầu tiên vòng ngoài này chính là cái này này đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cầm lại hết như vậy, chúng ta sẽ móc vào đây nhé, móc vào đây chúng ta thả bên này thì chúng ta đã cầm vào bên này rồi, chúng ta cầm bên này rồi đấy đấy, nhưng mà chúng ta thả bên này chúng ta đã cầm bên này đó, đã cầm 2 cây bên này trước rồi, đây này đó. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản đấy, cái mẹo này như vậy thôi. Nhưng mà nhiều người nó lại không biết, thấy chưa. Rồi, chào tất cả anh em nhé, mình đã chia sẻ cho anh em về cái mẹo này đó, anh em thấy hay thì cho mình một like và chia sẻ video này cho nhiều người mình biết cho anh em nhé. Chào tất cả anh em, chào nhé.